Đấu trường sinh tử, phần 2, bắt lửa, tác giả, Suzanne Collin. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Bảo Hưng Official. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng kênh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 21, những vết đốt nhỏ xíu, bỏng rát nơi xương nhỏ giọt lên lớp da. Chạy đi, tôi hét lên với mọi người. Chạy! Phoenix bật dậy nhanh chóng, nhòm lên để phản công với kẻ địch. Nhưng khi Phoenix thấy bức tường mù sương, anh vác bà Mark vẫn còn đang ngủ lên lưng và dẫn đi. Pita cũng đang cố bước nhưng không được nhanh nhẹn. Tôi tóm lấy cánh tay cậu ấy và dìu cậu xuyên qua khu rừng ngay sau Phoenix. Cái gì? Đó là cái gì vậy? Cậu ấy nói trong hoang mang. Một loại sương mù nào đó. Khí độc, nhanh nào Pita. Tôi giục, tôi có thể hiểu rằng tuy cậu ấy phủ nhận, nhưng những di chứng của việc va phải bức từ trường vẫn còn đáng kể. Cậu bước chậm hơn nhiều so với bình thường. Những đám dây leo rậm rạp thỉnh thoảng còn làm tôi không vững cũng khiến cậu ấy vấp phải mỗi lúc bước đi. Tôi nhìn bức tường mù sương phía sau đang mở rộng thành một dãy thẳng dài bằng khoảng cách mà tôi có thể nhìn được từ cả hai phía. Một thôi thúc mãnh liệt muốn biến mất, bỏ lại Pita và tự cứu lấy bản thân đâm thẳng vào tâm trí tôi. Thật quá đơn giản để chạy đi. Có lẽ là trèo lên một cái cây trên dãy sương mù cao khoảng 40 feet. Tôi nhớ lại làm thế nào mà tôi có thể làm vậy khi những con thú xuất hiện trong đấu trường trước đó. Nhảy lên và chỉ nghĩ tới Pita khi tôi nhắm tới chiếc sừng dê. Nhưng lần này, tôi bị nghẹt trong nỗi sợ hãi, phải ép nỗi sợ xuống và tiếp tục ở cạnh bên cạnh cậu. Lần này sự sống sót của bản thân không phải mục đích của tôi, mà là của Pita. Tôi nghĩ đến những cặp mắt dán vào màn hình TV ở các quận. Theo dõi xem liệu tôi có chạy trốn như Capito mong muốn hay ở nguyên tại chỗ. Tôi luồn những ngón tay thật chặt vào tay cậu ấy và nói, theo chân tớ. Chỉ cần cố gắng bước theo tớ. Việc đó có tác dụng. Chúng tôi dường như di chuyển ngày một nhanh hơn, nhưng không đủ để nghỉ ngơi, và sương mù thì vẫn tiếp tục phủ lên gót chân. Sương phun ra đầy hơi nước. Chúng nóng bỏng nhưng không như lửa cháy. Ít cảm giác nóng hơn và gây thương tích nghiêm trọng hơn như kiểu chất hóa học đó tìm thấy thịt chúng tôi và bám dịt vào nó, rồi đào khoét xuyên qua các lớp da. Bộ đồ liền thân chẳng hề giúp được tí nào. Chúng tôi còn có thể được mặc trong những tờ giấy ăn, vì tính bảo vệ mà chúng mang tới. Phoenix vẫn đang đi đằng trước, chợt dừng lại khi anh ấy nhận ra chúng tôi có vấn đề. Nhưng đây không phải chuyện bạn có thể chống cự được, chỉ có thể lảng tránh. Anh ấy hét lên cổ vũ. Cố gắng áp chúng tôi theo và tiếng nói của anh ấy như của hướng dẫn viên, dù ngày càng yếu đi. Cái chân giả của Pita vướng phải một bụi dây leo và cậu ấy bò lên phía trước khi tôi có thể đuổi kịp. Khi giúp cậu ấy đứng dậy, tôi trở nên lo sợ điều gì đó rợn hơn cả những vết rộp, suy yếu hơn cả những vết cháy. Bên mặt trái cậu ấy võng xuống, như thể từng thớ cơ trong đó đều đã chết. Mi mắt rũ xuống hầu hết che đi đôi mắt, miệng cậu ấy méo mó thành một hình tam giác kỳ cục hướng xuống đất. Pita, tôi mở lời. Và đó là lúc tôi cảm thấy có cơn co giật chạy dọc cánh tay mình. Bất kể là chất hóa học nào đã trộn lẫn trong làn xương và có hại hơn cả vết bỏng thì nó đều nhắm vào dây thần kinh chúng tôi. Một cảm giác run sợ hoàn toàn mới xuyên qua người và tôi kéo mạnh Pita lên phía trước, nhưng việc ấy lại chỉ khiến cho cậu ấy vấp ngã lần nữa. Lúc tôi đỡ lấy Pita, cả hai cánh tay tôi đều co quắp không thể kiểm soát. Màn xương đã tiến tới gần chúng tôi. Toàn mảng xương chỉ cách gần một yard. Có gì đó không ổn với hai chân Pita, cậu ấy vẫn cố bước nhưng chúng tôi di chuyển với dáng vẻ co cứng như con rối. Tôi có cảm tưởng Pita đang lảo đảo đằng trước rồi nhận ra Phoenix đã quay lại chỗ chúng tôi và đang kéo Pita theo. Tôi dấn vai tới, dường như nó vẫn còn kiểm soát được, vào dưới cánh tay Pita và cố hết sức để đuổi kịp tốc độ nhanh chóng của Phoenix. Chúng tôi duy trì tầm 10 yard giữa mình với đám xương khi Phoenix dừng chân. Không ổn rồi. Anh sẽ phải cõng cậu ấy. Em dẫn bà Mark được không? Phoenix hỏi tôi. Được, tôi nói cứng, dù trái tim đang trùng xuống. Đúng là bà Mark không thể nặng hơn chừng 70 pound nhưng bản thân tôi cũng không to khỏe gì. Tôi chắc là vẫn vác được những lô hàng nặng hơn. Giá mà cánh tay tôi ngừng lung lay. Tôi ngồi xổm xuống và bà ấy cố định người trên vai tôi, đúng kiểu mà bà ấy ngồi trên vai Phoenix. Tôi từ từ đứng thẳng chân, và với đầu gối ghì chặt, tôi có thể xoay sở với bà. Phoenix giờ đã quàng Pita qua lưng và chúng tôi tiến lên phía trước, Phoenix dẫn đường, tôi bước theo dấu vết mà anh ấy tạo ra xuyên qua đám dây leo. Khi màn sương tiến tới, lặng lẽ, đều đặn và dứt khoát, nó loại bỏ những tua xoắn dây leo.
Dù bản năng của tôi là chạy ra xa khỏi nó, tôi nhận ra Phoenix đang đi chéo xuống ngọn đồi. Anh ấy đang cố giữ khoảng cách với đám khí trong khi hướng chúng tôi về phía bờ nước bao quanh chiếc sừng dê. Vâng, nước, tôi nghĩ tới lúc những giọt axit khoan sâu vào trong người. Giờ tôi thấy ơn trời là mình đã không giết Phoenix, vì làm sao mà tôi quên được bằng cách nào mà Pita có thể ra khỏi đây mà vẫn còn sống. Thật may khi có ai đó bên cạnh, dù chỉ là tạm thời. Không phải lỗi của bà Mark khi tôi bắt đầu lả đi. Bà đang cố làm mọi thứ để trở nên là một hành khách dễ tính, nhưng thực tế, sức nặng mà tôi đang mang vượt quá sức chịu đựng. Nhất là giờ đây bên chân phải dường như trở nên cứng đơ. Đầu tiên là tôi gục xuống đất hai lần, tôi gắng chống đỡ lại trên đôi chân, nhưng lần thứ ba, đôi chân không còn chịu hợp tác với tôi nữa. Khi đang cố đứng dậy, nó trở nên kiệt quệ và bà Mark lăn xuống đất trước cả tôi. Tôi với ra xung quanh, cố tận dụng dây leo và cành cây để đứng thẳng. Phoenix quay lại bên cạnh tôi, với Pita đang bám lên anh ấy. Không tác dụng đâu, tôi nói, anh có thể vác cả hai không? Đi trước đi, em sẽ theo kịp. Một lời đề nghị chẳng hiểu sao lại thật đáng nghi, nhưng tôi nói ra với giọng chắc chắn nhất có thể. Tôi nhìn thấy đôi mắt xanh lục của Phoenix dưới ánh trăng. Chúng sáng rõ như ban ngày, như của một loài mèo với nét phản chiếu kỳ lạ. Có lẽ chúng lấp lánh như những giọt nước mắt. Không, anh nói, anh không thể cõng cả hai. Tay anh không còn hoạt động. Đúng vậy, cánh tay anh ấy co giật vô phương kiểm soát ở hai bên sườn. Đôi bàn tay trống rỗng. Trong ba chiếc đinh, chỉ còn lại một chiếc và nó nằm trong tay Pita. Xin lỗi bà Mark, cháu không thể. Những gì xảy ra tiếp theo quá nhanh gọn, quá điên rồ. Tôi thậm chí còn không bước lên được mà ngăn nó xảy ra. Bà Mark tự đứng xuống đất, đặt một nụ hôn lên môi Phoenix và rồi đi tập tễnh thẳng vào màn xương. Ngay lập tức, cơ thể bà bị bao trùm bởi lực xoắn man rợn và bà ngã xuống đất với chứng múa giật kinh hoàng. Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng phát hỏa. Tôi bước một bước vô vọng về phía Mark nhưng khi tôi nghe thấy tiếng đại bác phát nổ, thì biết rằng trái tim bà đã ngừng đập, rằng bà ấy đã chết. Phoenix, tôi thốt ra giọng khàn khàn nhưng anh đã quay đi khỏi cảnh tượng ấy, tiếp tục rút khỏi màn xương. Lê bên chân vô dụng đằng sau, tôi loạng choạng theo sau Phoenix, không còn biết làm gì khác. Thời gian và không gian trở nên vô nghĩa khi màn xương dường như ngấm sâu vào não tôi, làm suy nghĩ tôi rối tung, khiến mọi thứ trở nên không thật. Có sự khao khát sống đầy thú tính khiến tôi vấp bước sau Phoenix và Pita, tiếp tục di chuyển, dù có thể tôi đã chết rồi. Những bộ phận trong tôi đã tê liệt, hay rõ là đang chết dần. Còn bà Mark đã chết, đây là vài điều mà tôi biết, hay có lẽ chỉ là tôi nghĩ tôi biết vì nó hoàn toàn không tạo cảm giác gì. Ánh trăng lấp lóe trên mái tóc vàng hoe của Phoenix, những giọt mưa gây thương tích bỏng rát bắn vào phía tôi, một bên chân biến thành màu gỗ thừa. Tôi theo chân Phoenix cho tới khi anh ấy đổ gục xuống đất với Pita vẫn ở trên lưng. Tôi dường như chẳng còn khả năng ngăn bản thân thôi tiến về trước mà chỉ đơn giản là lê thân cho tới khi tôi vấp phải cơ thể nằm sóng xoài của họ, thiếu chút nữa là điếng người. Đây chính là địa điểm, cách thức và thời điểm mà tất cả chúng tôi cùng chết đi, tôi nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ đó bị sao nhãng và ít nguy cấp hơn những đau đớn hiện tại trên cơ thể. Tôi nghe thấy Phoenix rên rỉ và quyết định đổ dạp cơ thể lên trên hai người. Giờ tôi có thể thấy bức tường sương mù đang tiến tới với màu sắc trắng long lanh. Có lẽ mắt tôi đang bị đánh lừa, hoặc do ánh trăng nhưng làn xương có vẻ đang biến đổi. Vâng, nó trở nên dày hơn, như thể nó bị ép vào một chiếc cửa sổ thủy tinh và đang bị ép phải đặt lại. Tôi nheo mắt đầy khó khăn và nhận ra những màu hơi dạng ngón không còn nhô ra từ màn xương nữa. Thật ra, nó hoàn toàn ngừng tiến về phía trước, giống như những cảnh tượng khủng khiếp khác mà tôi đã chứng kiến trong trường đấu, nó đã đạt đến giới hạn. Cả việc đó và việc những nhà tổ chức vẫn chưa quyết định giết chết chúng tôi. Nó dừng lại rồi, tôi cố nói chuyện, nhưng chỉ có một tiếng rên rỉ thốt ra từ cái miệng đang sưng lên. Nó dừng lại rồi, tôi nói lần nữa, và lần này tôi phải nói rõ hơn, vì cả Pita và Phoenix đều đã ngoảnh đầu về phía màn xương. Giờ nó bắt đầu trồi lên trên, như thể đang chậm dần tan vào trong bầu trời. Chúng tôi dõi theo cho tới khi nó hoàn toàn biến mất và chỉ còn làn khói sót lại. Pita lăn xuống khỏi người Phoenix đã lật lưng lại. Chúng tôi nằm đó thở hổn hển, co rúm, thần trí và cơ thể đều bị chất độc xâm chiếm. Vài phút trôi qua, Pita lơ đãng đứng dậy. Những con khỉ, tôi nhìn lên và phát hiện một đôi mà tôi đoán là hai con khỉ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con khỉ sống trước đây, chẳng có con gì giống thế trong rừng cây ở nhà chúng tôi. Nhưng tôi chắc hẳn đã nhìn thấy một bức tranh,
hay một con trong đấu trường, vì khi tôi nhìn thấy những con vật đó, những từ ngữ tương tự cũng hiện ra trong tâm trí. Tôi nghĩ chúng có màu lông vàng, dù khó có thể thấy được, và to gần bằng một nửa người trưởng thành. Tôi thấy những con khỉ là một dấu hiệu tốt, chắc chắn chúng sẽ không dạo quanh nếu hơi khí đủ làm chết người. Trong một lát, chúng tôi im lặng quan sát người khác, cả người và lũ khỉ. Rồi Pita cô đứng thẳng trên đầu gối và bò lên con dốc. Tất cả chúng tôi phải bò đi, vì hiện giờ việc đi lại cũng khó như bay vậy, chúng tôi bò cho tới khi bụi dây leo biến thành một dải hẹp của bờ biển đầy cát và dòng nước ấm áp bao quanh chiếc sừng dê táp vào mặt. Tôi co giật người lại như thể vừa chạm vào một ngọn lửa lớn. Chà sát muối vào vết thương, tôi nhận thức rõ cảm giác, nước muối làm cho nỗi đau đớn nơi vết thương của tôi trở nên mờ nhạt đến nỗi tôi hầu như không còn cảm thấy gì cả. Nhưng có một cảm giác khác, kéo dài ra. Tôi thử nghiệm bằng cách cẩn trọng đặt một bàn tay lên mặt nước. Rất đau, hẳn vậy, nhưng rồi dịu hơn. Và xuyên qua lớp nước màu xanh lam, tôi nhìn thấy một chất màu trắng sữa lòi ra khỏi vết thương trên da. Khi màu trắng thu nhỏ lại, thì vết thương cũng vậy. Tôi mở dây thắt lưng và cởi bỏ bộ đồ liền thân, giờ chỉ kém hơn một đống vải rách lỗ chỗ. Đôi giày và bộ đồ lót không hiểu sao lại không bị ảnh hưởng. Từng chút một, mỗi lần là từng phần của chân hay tay, tôi đã thấm được hết chất độc ra khỏi vết thương. Pita có vẻ như cũng đang làm tương tự, nhưng Phoenix thì quay lưng khỏi mặt nước ở lần chạm đầu tiên và nằm úp mặt trên cát, không muốn hoặc không thể tự làm sạch mình. Rốt cục, khi tôi đã vượt qua được giai đoạn tệ nhất, mở mắt dưới nước, hít nước vào trong khoang mũi và xì nó ra, và thậm chí còn xúc nhiều lần để làm sạch họng, tôi đã đủ sẵn sàng để giúp Phoenix. Có cảm giác quay trở lại trên cẳng chân nhưng hai cánh tay tôi vẫn lỗ chỗ những nốt co thắt. Tôi không kéo lê Phoenix ra chỗ mé nước được và có thể vết thương sẽ giết chết anh ấy nữa. Nên tôi hất nước vào lòng bàn tay run rẩy của mình và đổ lên vào bàn tay Phoenix. Vì Phoenix không ở dưới nước nên chất độc tiết ra từ vết thương đúng lúc nó chạm phải làn xương mà tôi đã cố sức tránh xa. Pita đã đủ tỉnh táo để giúp tôi. Cậu ấy cắt rách bộ đồ liền thân của Phoenix. Ở đâu đó cậu ấy tìm thấy hai cái vỏ ốc có tác dụng hơn hai bàn tay. Chúng tôi tập trung làm ướt đẫm hai cánh tay Phoenix trước vì chúng bị thương khá tệ và mặc dù có nhiều chất lỏng trắng phọt ra từ vết đau, anh ấy cũng không chú ý lắm. Anh ấy chỉ nằm đó, mắt nhắm lại và thỉnh thoảng rên rỉ. Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy độ nguy hiểm của chất độc mà chúng tôi đang ngấm vào ngày càng lớn dần. Trời đã khuya, đúng, nhưng trăng tối nay quá sáng để nghĩ đến việc lẩn trốn. Thật may vì chưa có kẻ nào tấn công, chúng tôi có thể thấy họ tới từ chỗ sừng dê, nhưng nếu cả bốn đứa nhà nghề cùng tấn công, chúng sẽ áp đảo. Nếu từ đầu chúng không phát hiện ra thì tiếng rên rỉ của Phoenix sẽ sớm phản bội lại chúng tôi thôi. Chúng ta cần đưa anh ấy xuống nước, tôi thì thào, nhưng chúng tôi không thể đưa mặt anh ấy xuống trước, không thể trong điều kiện thế này. Pita lắc bàn chân Phoenix, mỗi người chúng tôi vác một bên. Xoay anh ấy vòng quanh 180 độ và bắt đầu kéo lê người Phoenix xuống mép nước. Mỗi lần chỉ có vài inch, rồi mắt cá chân, rồi chờ đợi vài phút, lên tới giữa bắp chân, chờ đợi, tới đầu gối, những đám bông trắng sủi ra từ phần thịt và anh ấy rên lên. Chúng tôi tiếp tục việc giải độc, từng chút một, những gì tôi nhận thức được là tôi ngồi dưới nước bao lâu thì tôi cảm thấy dễ chịu bấy nhiêu. Không chỉ ở phần da, mà đầu óc và sự điều khiển các bắp cơ tiếp tục được cải thiện. Tôi có thể thấy khuôn mặt Pita bắt đầu trở lại vẻ bình thường, mi mắt cậu ấy mở ra, vẻ nhăn nhó đã không còn trên khuôn miệng. Phoenix dần dần tỉnh lại, đôi mắt anh ấy mở ra, tập trung nhìn chúng tôi và biểu lộ sự lo lắng rằng anh ấy đang cần phải giúp sức. Tôi đặt đầu anh ấy lên đùi và chúng tôi để Phoenix ngâm nước khoảng 10 phút với các bộ phận từ cổ xuống ngập trong nước. Pita và tôi trao đổi cái cười khi Phoenix nâng hai cánh tay lên khỏi mặt nước. Chỉ còn phần đầu anh thôi, Phoenix. Đó là bộ phận bị thương nặng nhất nhưng anh sẽ thấy khá hơn thôi, nếu có thể chịu được. Pita nói, chúng tôi giúp anh ấy ngồi dậy và để anh ấy bám vào tay khi Phoenix cau mày, nhăn mũi và miệng. Cổ họng anh vẫn còn quá khô khốc để có thể nói chuyện được. Tớ sẽ cố lấy nước ở một cái cây. Tôi nói, những ngón tay tôi dò dẫm chỗ thắt lưng và tìm thấy chiếc ống vẫn còn treo bởi đám dây leo. Để tớ chọc lỗ trước đã, Pita nói, cậu ở đây với anh ấy đi. Cậu là người chữa bệnh mà, tôi nghĩ đó là một lời nói đùa, nhưng tôi chẳng nói ra, bởi lo cho Phoenix là quá đủ rồi. Anh ấy bị thương nặng nhất bởi màn xương, dù tôi không rõ là tại sao nữa. Có lẽ vì anh ấy to con nhất hoặc có lẽ do anh ấy phải tự gắng sức nhiều nhất. Và tất nhiên là còn có bà má,
tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra tại đây. Tại sao anh ấy lại nhất thiết phải bỏ rơi bà ấy để cõng lấy Pita? Tại sao bà ấy không những không nghi ngờ gì về điều đó mà còn đâm đầu vào chỗ chết mà không có một chút do dự nào? Có phải là vì bà ấy đã quá già để sống thọ? Có phải bọn họ nghĩ rằng Phoenix sẽ giữ được một cơ hội tốt hơn để thắng được nếu anh ấy coi Pita và tôi như những đồng minh? Cái nhìn phờ phạc trên khuôn mặt Phoenix nói cho tôi biết rằng giờ không phải lúc đặt câu hỏi. Thay vì thế tôi cố trấn an lại mình. Tôi tháo chiếc ghim cài chim nhạy ra khỏi bộ đồ liền thân rách nát và đính nó vào quai áo lót. Chiếc dây lưng giữ nổi hẳn phải là thứ chống lại axit vì nó trông vẫn còn tốt y như mới. Tôi có thể bơi nên chiếc dây lưng giữ nổi không cần thiết lắm nhưng lão Brutus đã chặn mũi tên của tôi với chiếc dây lưng của lão nên tôi vẫn thắt nó lại, nghĩ rằng nó có lẽ sẽ có tác dụng bảo vệ nào đó. Tôi thắt lại tóc và dùng những ngón tay chải, nó thưa đi đáng kể vì những giọt nước xương đã phá hủy. Tôi bện phần tóc còn lại ra sau lưng. Pita vừa tìm thấy một cái cây thích hợp cách xa tầm 10 yard tính từ dải bờ biển hẹp. Chúng tôi khó có thể trông thấy cậu ấy nhưng âm thanh của con dao rơi trên những cành cây gỗ thì nghe rất rõ ràng. Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra với cái dùi. Bà Mark hẳn đã đánh rơi nó hoặc mang nó vào màn xương bên người. Dù sao thì nó cũng đã mất rồi. Tôi di chuyển ra xa hơn nữa vào chỗ đất nông, luân phiên nổi phần bụng và lưng. Nếu nước biển chữa thương cho Pita và tôi thì nhìn chung nó có thể chữa lành cho Phoenix. Anh ấy bắt đầu di chuyển chậm, chỉ để kiểm tra chân tay và từ từ bơi. Nhưng không giống như tôi lúc đang bơi, lối bơi có điệu, thậm chí còn có nhịp. Trông cứ như một con vật biển kỳ lạ nào đó đang cố giành lại sự sống. Anh ấy lặn xuống và nổi lên, phun nước ra từ miệng, lăn qua lăn lại theo hình dáng xoắn ốc kỳ dị khiến tôi xem mà hoa mắt. Và rồi, khi anh ấy ở dưới nước rất lâu mà tôi cảm tưởng như anh đã chết đuối thì đầu anh ấy nổi lên ngay cạnh tôi và tôi kêu lên. Đừng làm thế nữa, tôi nói, sao, nổi lên hay ở dưới nước? Anh hỏi lại, cả hai, mà không gì cả, sao cũng được, chỉ cần ngâm nước và cử động, tôi nói. Hoặc nếu anh thấy việc này có ích, thì đi giúp Pita đi. Ngoặc kép, chỉ mất một lúc để vượt qua góc khu rừng, tôi trở nên sợ hãi một sự khác lạ. Nhiều năm săn bắn hay có lẽ bởi bên tai đã hồi phục của tôi có ích hơn bất cứ ai. Nhưng tôi cảm nhận có một khối sinh vật máu nóng lơ lửng trên đầu. Chúng chẳng cần đến việc kêu lách cách hay hét lên, chỉ cần hơi thở đã quá đủ. Tôi chạm vào cánh tay Phoenix và anh ấy dõi theo cái nhìn chằm chằm của tôi lên phía trên. Tôi không hề biết rằng chúng làm thế nào mà xuất hiện quá lặng lẽ như vậy. Hoặc có lẽ không phải thế, do tất cả chúng tôi đã quá chìm đắm trong việc phục hồi cơ thể. Trong thời gian đó chúng đã tụ tập lại, không phải chỉ 5 hay 10 mà là cả 20 con khỉ treo ngược người trên các cành cây nhiệt đới. Hai con khỉ mà chúng tôi bắt gặp lúc lần đầu chạy thoát khỏi màn xương trông như một hội đồng chào khách. Đám khỉ mang cảm giác như một điềm gở. Tôi chuẩn bị cây cung với hai mũi tên và Phoenix gắn cây đinh ba trong bàn tay. Pita, tôi nói bình tĩnh nhất có thể. Tớ cần cậu giúp gì đó đấy. Được rồi, chỉ một phút thôi. Tớ nghĩ tớ sắp hiểu rồi. Cậu ấy đáp, vẫn giữ lấy cái cây. Đúng rồi, ở kia, cậu còn giữ ống nước chứ? Ừ, nhưng chúng tớ vừa tìm thấy gì đó mà cậu nên nhìn thấy đã. Tôi tiếp tục bằng một giọng có nhịp điệu. Chỉ cần di chuyển về phía bọn này thật nhẹ nhàng, rồi cậu sẽ không làm nó giật mình. Vì vài lý do, tôi không muốn cậu ấy chú ý tới những con khỉ, hay thậm chí liếc qua chỗ chúng. Có những sinh vật hiểu sự tương tác bằng mắt thường là một sự công kích. Pita quay đầu về phía chúng tôi, thở hổn hển rời khỏi công việc làm trên cây. Giọng điệu khi yêu cầu của tôi thật kỳ cục tới nỗi nó cảnh báo cậu ấy theo một kiểu khác thường. Được thôi, cậu nói một cách bình thường. Pita bắt đầu xuyên qua đám cây và mặc dù tôi biết cậu ấy đang nỗ lực để giữ yên lặng thì việc này không bao giờ cần tới sự khỏe mạnh, dù cậu ấy có cả đôi chân tráng kiện. Nhưng rồi mọi việc đều ổn thỏa, cậu ấy đang di chuyển, và những con khỉ vẫn ở nguyên chỗ hiện tại của chúng. Pita chỉ cách bờ biển có 5 yard khi cậu ấy cảm nhận được bọn khỉ. Đôi mắt Pita chỉ phóng lên được một giây nhưng như thể cậu ấy vừa bóp cò một quả bom. Lũ khỉ tàn ra thành một đống lông vàng cam đang rít lên và đổ về phía cậu ấy. Tôi chưa từng thấy con vật nào di chuyển nhanh đến thế. Bọn chúng trượt xuống đám dây leo như kiểu mọi thứ đều được bôi mỡ. Khoảng cách xa không tưởng được từ cây này sang cây khác. Răng nanh trắng nhờn, lông cổ xù lên, móng vuốt bắn ra như những con dao bấm. Tôi có thể không quen thuộc với lũ khỉ, nhưng động vật ngoài tự nhiên không hành động giống thế này. Lũ mốt. Tôi nói lớn khi Phoenix và tôi lao nhanh về phía bãi cỏ.
Tôi biết mỗi mũi tên cần phải tính toán, và bọn khỉ cũng thế. Trong ánh sáng kỳ quái, tôi hạ gục từng con khỉ một, nhắm vào mắt, tim, họng, thế nên mỗi cú bắn ra là cú chí mạng. Nhưng điều đó vẫn không đủ nếu Phoenix không xiên những con thú như lũ cá và quăng chúng sang một bên, Pita chớp nhoáng với con dao. Tôi cảm nhận những vết cào trên chân, phần dưới lưng, trước khi ai đó hất văng kẻ tấn công. Không khí ngày càng nặng nề với các loại thực vật bị dẫm nát, mùi máu tanh và mùi hôi thối mốc meo của lũ khí. Pita và Phoenix và tôi cố định chỗ ngồi thành hình tam giác, cách xa người kia vài yard, lưng chúng tôi dựa vào nhau. Tim tôi trùng xuống khi những ngón tay kéo ra chiếc mũi tên cuối cùng. Rồi tôi nhớ Pita cũng có một chiếc bao tên, cậu ấy không bắn cung mà đâm xuyên bằng con dao đó. Giờ con dao của tôi đã mất, nhưng lũ khỉ nhanh hơn, có thể nhảy nhót ra vào rất nhanh mà bạn khó có thể phản ứng lại. Pita, tôi hét lên, những mũi tên của cậu. Pita quay lại bắt gặp tình thế khó khăn của tôi và lia chiếc bao tên khi một con khỉ thình lình lao ra khỏi một cái cây tới chỗ ngực cậu ấy. Tôi không có mũi tên, không có cách nào để bắn cung được. Tôi có thể nghe thấy tiếng, thịt, tìm một mục tiêu khác từ chiếc đinh ba của Phoenix và biết rằng thứ vũ khí ấy đã được đâm vào. Bên tay cầm dao của Pita bị vô hiệu khi cậu ấy cố chuyển chiếc bao tên. Tôi văng con dao của mình vào một con mút đang lao tới nhưng thứ sinh vật đó lại lộn nhào, tránh lưỡi dao và ở nguyên tại vị trí của nó. Không vũ khí, không phòng vệ, tôi chỉ làm việc duy nhất có thể nghĩ được. Tôi chạy về phía Pita, xô cậu ấy xuống đất và bảo vệ cơ thể cậu bằng chính mình, ngay khi tôi biết đã không đúng lúc. Dù vậy nhưng cô ta đã đến, như một hồn ma, có vẻ vậy trong làn không khí dày đặc. Chỉ một khoảnh khắc không thấy đâu, giây tiếp theo đã loạng choạng phía trước Pita. Đầu máu me, miệng mở ra với một tiếng hét cao độ, trong mắt giãn ra nên đôi mắt cô ta trông như hai hố đen. Con nghiện morphine mất trí ở quận 6 thò ra hai cánh tay xương sầu như thể để ôm con khỉ lại, rồi nó cắn ngập những chiếc răng nanh vào ngực cô ấy.